Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kiev Post đưa tin được tăng cường sức mạnh nhờ các đợt giao đạn pháo mới của phương Tây và hiệu quả từ các loại máy bay không người lái FPV. Bộ binh Ukraine đang đẩy mạnh phản công ở khu vực phía Bắc Kharkov trong suốt cuối tuần và đạt được những thành quả nhỏ nhưng chắc chắn các báo cáo ngày 1 tháng 7 cho biết giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra ở khu vực Kharkov, đông bắc Ukraine, cụ thể là xung quanh thị trấn Vopchansk gần biên giới phía tây của Nga và làng Lipsi ở phía đông. Tuy nhiên, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Nga vào bên trong Vopchansk vào cuối tuần qua đều đã bị lực lượng Ukraine đẩy lùi. Tính đến nay, các báo cáo hầu như đều nhất trí rằng lực lượng Ukraine đã giành lại được thế chủ động ở Vopchansk và lực lượng Nga đang ở thế bị động phải phòng thủ dữ dội. Truyền thông Ukraine đã đưa tin rộng rãi về những trận chiến bộ binh ác liệt đang diễn ra trên khắp Volchansk, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra xung quanh nhà máy tổng hợp, một mạng lưới các nhà máy và nhà kho được xây dựng kiên cố ở phía nam thành phố, nơi từ vài chục đến vài trăm quân nga đang bị lực lượng Ukraine cô lập và vây chặt. Nỗ lực giải cứu nhóm quân nga mắc kẹt ở nhà máy tổng hợp trên được cho là đã thất bại. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ vào ngày 1 tháng 7 cho biết có khả năng lực lượng Ukraine chỉ cần tiến thêm 200 mét nữa là có thể cắt đứt hoàn toàn nhóm quân Nga bên trong nhà máy, vốn được nhiều nguồn tin xác định là nhóm lính dù tinh nhuệ thuộc Lữ đoàn Không vận 83 của Moscow. Quân đội Ukraine cuối tuần qua cũng đăng tải một cuộc điện thoại bị chặn của người lính Nga và Lê Tốp thừa nhận rằng cuộc tấn công của Nga vào nhà máy tổng hợp ở Vopchansk đã hoàn toàn không thành công. Ông Naza Volosin, Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Lực lượng chung của Ukraine tại khu vực Kharkov cho biết lữ đoàn không vận số 83 của Nga hiện không còn chiến đấu hiệu quả và rằng tinh thần của quân đội Nga cùng các đơn vị khác ở Vopchansk đang bắt đầu suy giảm. Trong khi đó, từ giữa tháng 6, nhờ bắt đầu nhận được đạn dược bổ sung từ Mỹ và châu Âu, các pháo thủ Ukraine đã có thể tùy ý nhắm bắn vào các mục tiêu Nga. Giờ đây, họ đã không còn phải đối mặt với tình trạng phải đếm từng viên đạn và thường phải để các mục tiêu Nga thoát vì thiếu đạn. Ông Zelensky tuyên bố, với hỏa lực đủ mạnh từ các đồng minh, quân phòng thủ Ukraine ở Vopchansk được cho là hiện không chỉ có thể ngăn chặn quân đội Nga mà còn đẩy lùi họ. Bên cạnh đó, mới đây, thống đốc Kharkov Ole Siniehubov tuyên bố rằng các hoạt động tấn công của Nga trong khu vực đã giảm bớt. Chuyên gia quân sự Rob Lilly cho biết việc Ukraine tái triển khai thành công các đơn vị chiến đấu tới Kharkov và ổn định mặt trận có nghĩa là khu vực này không chỉ dễ phòng thủ hơn trong tương lai mà các đơn vị đó có thể sớm được chuyển trở lại các khu vực có mức độ ưu tiên cao hơn. Ông nói, Ukraine hiện có thể rút một số đơn vị tinh nhuệ này hoặc có thể phát triển một lực lượng luân chuyển tốt hơn ở đó. Tuy nhiên, các vấn đề nhân lực tổng thể vốn đang gây khó khăn cho quân đội Ukraine có vẻ sẽ vẫn còn trong tương lai gần, ít nhất là cho đến khi quá trình huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ mới theo luật động viên vừa ban hành của Ukraine có thể kết thúc vào cuối mùa hè. Từ một chiến hào gần tiền tuyến ở vùng Donetsk Đô phía đông Ukraine, binh sĩ 55 tuổi có biệt hiệu bố già đang huấn luyện quân sự. Các lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột chống Nga đang trở nên phụ thuộc rất nhiều vào những người lính lớn tuổi như bố già để bảo vệ đất nước, nhưng họ cần lớp trẻ tiếp viện. Khi số lượng tình nguyện viên xếp hàng ra trận đã giảm mạnh so với những tháng đầu của cuộc xung đột, Ukraine hiện đang chịu áp lực phải triệu tập thêm binh sĩ. Nga tận dụng thế chủ động sau cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái, đang dần dần xâm nhập có thể đe dọa các thành phố và tuyến đường quan trọng ở phía đông. Điều này xảy ra trong bối cảnh giới chức Ukraine vẫn muốn Nga rút toàn bộ quân đội ra khỏi nước này và phục hồi toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận, một nhiệm vụ mà nhiều chuyên gia cho rằng sẽ khó khăn khi cuộc giao tranh tiếp diễn và làm cạn kiệt thêm nhiều nguồn lực. Trước đó, ông Alexei Tarasenko, chỉ huy lữ đoàn xung kích số 5 cho biết, quân đội Ukraine đang rất cần những tân binh trẻ tuổi do độ tuổi trung bình của các binh sĩ nước này hiện trên 40. Chia sẻ với Espresso TV, ông Tarasenko nhấn mạnh, thật kỳ lạ và khó hiểu khi biết rằng một số người nghi ngờ về sự cần thiết tiến hành thêm một đợt huy động quân. Ông Tarasenko nói quân đội đang mong chờ đợt tiếp viện mới do nhiều đơn vị đang thiếu nghiêm trọng nhân sự, hầu hết các binh sĩ đã lớn tuổi dẫn tới vô số vấn đề phát sinh. Ông nhấn mạnh quân đội Ukraine hiện rất cần người trẻ do hầu hết gia nhập quân ngũ từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu bùng nổ đã ra đi. Trước thực trạng trên, Quốc hội Ukraine vừa qua đã thông qua một dự luật cho phép một bộ phận tù nhân được gia nhập quân đội để đổi lấy khả năng được tha bổng có điều kiện khi kết thúc thời kỳ phục vụ trong quân ngũ. Đây là động thái của Ukraine nhằm bổ sung người cho quân đội Ukraine đang bị thiếu nhân lực nghiêm trọng sau 3 năm xung đột vũ trang với Nga, lực lượng đang tiếp tục giành lợi thế trên chiến trường sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách tiếp cận của ukraine đối với vấn đề nhân lực là tù nhân nghị sĩ olena suliak thủ lĩnh đảng phục vụ nhân dân của tổng thống ukraine zelensky nói dự luật này mở ra khả năng để một số đối tượng tù nhân muốn bảo vệ đất nước có thể gia nhập lực lượng quốc phòng theo các nhà phân tích, động thái gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc đưa ra một kế hoạch toàn diện mới nhằm chấm dứt xung đột với Nga có thể là bước thăm dò đầu tiên của Kyiv để ngồi vào bàn đàm phán. Trong cuộc họp báo mới đây tại Kyiv, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đang xây dựng một kế hoạch mới mà phần lớn thế giới nên ủng hộ. "Chúng tôi cũng sẽ phát triển các điểm khác trong kế hoạch hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đặt lên bàn của tất cả đối tác." điều quan trọng với chúng tôi là phải đưa ra kế hoạch chấm dứt chiến sự được phần lớn các quốc gia trên thế giới ủng hộ đó là con đường ngoại giao chúng tôi đang thực hiện ông zelensky nói và cho biết thêm rằng sẽ công bố kế hoạch trong năm nay trước đó tổng thống zelensky cũng khẳng định nước này không có quá nhiều thời gian và không muốn kéo dài cuộc xung đột thêm nhiều năm nữa ông zelensky nhấn mạnh chúng tôi đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương trên chiến trường chúng tôi phải đưa ra kế hoạch giải quyết trong vài tháng tới đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận thương vong lớn trên chiến trường. Bình luận về những tuyên bố trên, chuyên gia về quan hệ quốc tế và an ninh Mark Sleboda nhận định đây có thể là những bước thăm dò đầu tiên của Kiev để ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Ông Sleboda giải thích, thực tế là Tổng thống Zelensky nói rằng ông ấy sẵn sàng đàm phán với Nga thông qua một bên trung gian tại một thời điểm không được tiết lộ trong vài tháng tới. Tôi đoán đó là tiến triển, nhưng không nhiều. Có khả năng đây là bước thăm dò đầu tiên một bước tiến hai bước lùi theo hướng đàm phán cuối cùng để chấm dứt xung đột ông zelensky đã đưa ra tuyên bố trên không lâu sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại thành phố luson của thụy sĩ trung quốc từ chối tham dự hội nghị và một số quốc gia có ảnh hưởng bên ngoài phương tây từ chối ký vào tuyên bố chung bao gồm brazil nam phi ấn độ và ả rập xê út iraq và Jordani đã yêu cầu rút chữ ký ngay ngày hôm sau ông sleboda nói phần còn lại của thế giới nói rằng họ muốn đàm phán hòa bình thực sự. Và có lẽ ít nhất đây là một cái gật đầu theo hướng đó. Theo ông Sleboda, động thái của Tổng thống Zelensky không chỉ phản ánh rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình không đạt kết quả như kỳ vọng, mà còn phản ánh thực tế trên chiến trường khi Ukraine đang liên tục mất lãnh thổ trong thời gian gần đây. Hôm 1 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát Stepovaja, Novoselovka ở Kharkov và Novopokrovskoy ở Donbass, ông sleboda lập luận ngay cả khi bình luận của ông zelensky là một bước đi mang tính biểu tượng thì động thái đó vẫn bị tình hình chiến trường tác động tuy nhiên dù những bình luận của ông zelensky chỉ mang tính biểu tượng ông sẽ phải hành động thận trọng với các phe phái banderit ở ukraine những người vẫn kiên quyết phản đối đàm phán với nga hơn nữa các vấn đề pháp lý giữa hai quốc gia cũng làm phức tạp thêm vấn đề Năm 2022, ông Zelensky đã ký xác lệnh bác bỏ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi ông Zelensky gia hạn nhiệm kỳ mà không cần bầu cử bằng thiết quân luật vào đầu năm nay, ông Putin lập luận rằng ông Zelensky không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine và cho biết ông sẽ chỉ công nhận thẩm quyền của Quốc hội Ukraine. Chuyên gia Sleboda cũng cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn còn tại nhiệm. Sau khi Đảng Tập hợp Quốc gia RN giành được chiến thắng tại vòng bỏ phiếu quốc hội đầu tiên với 33% số phiếu bầu hôm 1 tháng 7, ông Jordan Badenla đã kêu gọi những cử tri ủng hộ tiếp tục bỏ phiếu cho RN để phe cực hữu giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu quyết định ngày 7 tháng 7 tới đây. Cục diện đang diễn biến theo hướng có lợi cho RN, bất chấp việc liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nỗ lực ngăn chặn phe cực hữu chiến thắng. Trong kịch bản RN giành được chiến thắng Trung cuộc RN sẽ giữ vai trò điều hành chính phủ và ông Jordan Banella trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp. Năm 2022, ông Jordan Banella thay thế cố vấn của mình, bà Marine Le Pen, để trở thành chủ tịch đảng cực hữu hàng đầu nước Pháp. Ông Banella cũng là người đầu tiên không mang họ Le Pen, lãnh đạo RN, kể từ khi đảng này thành lập vào năm 1972. Việc ông Jordan Banella trở thành chủ tịch đánh dấu kết quả sau hàng thập kỷ nỗ lực của bà Le Pen nhằm đổi mới thương hiệu RN. Ông Jordan Panella gia nhập RN vào năm 17 tuổi. Kể từ đó, ông Panella từng giữ chức vụ phát ngôn viên của đảng, trước khi được bổ nhiệm vị trí phó chủ tịch và trở thành thành viên trẻ thứ hai trong lịch sử nghị viện châu Âu vào năm 2019. Bà Cécile Andouille, giáo sư chính trị Pháp tại Đại học Stanford, đồng thời là chuyên gia về cánh hữu cho biết, ông Jordan Panella là sản phẩm của bà Marie Le Pen và cực kỳ trung thành. Họ có cùng quan điểm về chính trị. Tiến sĩ Itay Tem, giảng viên cao cấp về nghiên cứu tiếng Pháp tại Đại học Westminster cho biết bà Le Pen Badella là một sự đầu tư tốt cho tương lai vì đó là một gương mặt trẻ trung, tươi tắn mà bà có thể kiểm soát. Trong sự kiện mới đây của RN, ông Badella cam kết thúc đẩy luật pháp và trật tự xã hội, thắt chặt quy định về nhập cư cũng như hạn chế một số phúc lợi xã hội chỉ dành cho công dân Pháp, chẳng hạn như phúc lợi về nhà ở nếu ông trở thành tân thủ tướng. Về đối ngoại, ông Biden tuyên bố sẽ cực kỳ cảnh giác với bất kỳ động thái nào của Nga làm ảnh hưởng đến lợi ích nước Pháp. Ngoài ra, ông vẫn ủng hộ việc Pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng sẽ không gửi quân đội đến quốc gia này.